Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn và các em. Xin mời các bạn và các em cùng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Mật ngữ rừng xanh của tác giả Lê Hữu Nam. Chương 7. Suy nghĩ về đối phương. Chuẩn bị xong cho kế hoạch, Joe buồn ngủ đến lả người. Cậu được đặt cách lên giường lúc 5 giờ chiều và thức dậy lúc 12 giờ trưa hôm sau. Nhưng không ai biết, hàng đêm Joe luôn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, cậu lạc vào thế giới của những con thú biết nói. Nhưng chúng chỉ ở trong một vòng tròn trung tâm và không được tự do tung hoành trong khu rừng của mình. Khi Joe hỏi, cớ làm sao mà các bạn không được tự do trong chính khu rừng của mình? Thì con thú đầu đàn trả lời là đã có một thế lực bóng tối bao trùm lên khu rừng. Càng ngày, thế lực đó càng phát triển và lan rộng. Chúng thao túng rừng xanh, biến tất cả thành màu đen và không có sinh vật nào thoát ra khỏi những mảng màu đen ấy. Đồng thời, trung tâm khu rừng càng ngày càng bị thu hẹp, khiến cư dân rừng xanh ngày càng ít đi. Có những loài đã biến mất mãi mãi. Giấc mơ cứ thế lặp đi lặp lại như một cuốn băng tự động phát trong trí não của Joe. Về phần Lâm, cậu ta đã ghép xong con tàu vũ trụ vào lúc 6 giờ chiều rồi đi ăn cơm lúc 7 giờ. Đến 8 giờ, cậu mới mở một cuốn sách toán ra xem sau khi lên mạng xem các mẫu mới nhất của hãng Lego. Hai cặp vợ chồng thì vẫn nói cười rôm rả, họ có vẻ không bao giờ hết chuyện để nói. Chính khi dì Hòa ngáp ra nước mắt và khi chỉ còn lại hai người đàn ông ở trong phòng khách, họ bắt đầu thì thầm to nhỏ chuyện bí mật nào đó. Riêng Susan thì tỏ ra thất vọng với chuyến đi này. Cô bé hy vọng rất nhiều về hai người anh của mình, tin rằng Việt Nam sẽ là nơi tuyệt vời nhất quả đất nếu như cả ba được chơi cùng nhau. Vậy mà bây giờ, trong cơn buồn ngủ đến trào nước mắt, Susan vẫn không hiểu nổi sự thờ ơ của hai ông anh. Cầm bé thủ thị với mẹ rằng đàn ông ở tuổi đó đều lạnh lùng giống nhau, họ chẳng quan tâm con gái muốn gì. Người mẹ chỉ mỉm cười rồi đặt lên má con bé một nụ hôn đầy âu yếm. Và cuối cùng, sự ấm ức đưa Susan vào giấc ngủ sâu đến tận trưa hôm sau, bên cạnh con gấu pu đang vận chiếc áo màu xanh lá. Lâm không gặp rắc rối gì với bài tập toán nâng cao, kỳ nghỉ hè của cậu như vậy mới là tuyệt vời. Ở trường học, cậu có biệt danh là anh chàng nhỏ thó với cặp kính cận dây cui. Nhưng biệt danh cậu thích nhất vẫn là Lâm Pi. Chữ Pi là từ viết tắt của nhà toán học Pythagore. Cậu luôn là hình mẫu đối nghịch với đa số bạn học cùng lớp. Khi chúng dúi đầu vào những trò chơi online thì cậu mê mẩn với gạch Lego. Khi chúng hí hửng với tờ tạp chí thời trang thì cậu đọc sách của Ngô Bảo Châu. Khi chúng đùa nhau mua máy khi nghe nhạc kỹ thuật số thì cậu moi hết số tiền tiết kiệm ra để sở hữu cho bằng được chiếc máy tính Casio FX750 đầu tiên. Kể cả giấc mơ giữa cậu và chúng cũng hoàn toàn khác nhau. Cậu kiêu hãnh vì điều đó, tuy nhiên cậu không hề có ý định biểu lộ ra ngoài. Nếu xa vào việc thể hiện bản thân thì cậu sẽ không còn được là bản thân mình nữa. Lâm hiểu rõ điều đó. Nhưng sự hiện diện của Joe lại phần nào khiến Lâm băn khoăn. Cậu đã quan sát những việc Joe làm và nghĩ, Joe Drucker là người như thế nào? Cậu không có câu trả lời cụ thể. Nhưng chắc chắn, cậu chàng người Mỹ sở hữu đôi mắt màu nâu giống cậu, có điều gì đó khác biệt trong lần gặp gỡ này. Cậu chàng khác hẳn đám bạn đang cố chứng tỏ chúng là người lớn của Lâm. Mọi thứ về Joe cứ vẩn vơ trong đầu Lâm suốt đêm, khiến cậu chỉ ngủ được rất ít. Chương 8. Cái nháy mắt sau cùng. Bố Lâm không đến cơ quan. Thay vào đó, ông có cuộc dạo chơi cùng dượm Brian suốt cả buổi sáng. Đây là điều khiến cậu hết sức ngạc nhiên. Kế hoạch đi suối của Joe cũng được cậu ta hoãn lại, không phải vì việc dễ muộn, mà có vẻ như Joe không muốn đi một mình. Mong muốn của Joe là sẽ rủ bố Lâm đi cùng. Nhưng tiếc là hai ông bố lại không chịu tách nhau ra. Thường thì người lớn vẫn có chuyện muốn bàn thảo riêng, cách xa những cái tai hay hóng hớt của đám trẻ nhỏ. Nhưng liệu có cần phải dính sát vào nhau như thế hay không? Khi mà dì Hòa tuyên bố rằng chuyến trở về Việt Nam lần này là chỉ ưu tiên cho việc cả nhà quây quần bên nhau. Buổi chiều, nắng tràn lướt qua các ngọn thông xanh, sưởi thành phố ấm hơn mức bình thường. Cây cối bừng lên sức sống. Hai bà mẹ vừa tỉa hoa hồng vừa bàn đến chuyến đi dã ngoại cho cả nhà.
Trong lúc mọi người đang việc ai nấy làm, thì con bé Susan từ trong nhà lao ra ôm chân Dượng Ryan, khi Dượng ấy đang chưa vào chiếc Ford của bố cậu. Dượng Ryan và bố cậu ra sức thương lượng bằng nhiều cách, và cuối cùng con bé đòi về Mỹ nếu như cả Dượng Ryan cũng bỏ rơi nó. Joe khẳng định với Lâm rằng, thường thì trong tình huống này, nếu không có gì cấp bách, Dượng Ryan sẽ đóng cửa xe lại và trở vào nhà với Susan. Ấy vậy mà lần này, Dượng chỉ đóng cửa xe lại sau khi đưa cả Susan vào trong và còn lập tức phóng xe đi trước hai cặp mắt đã trố lên vì ngỡ ngàng của hai người phụ nữ. Joe và cậu thì nhìn nhau, cảm thấy thật khó hiểu. Cậu nghĩ là ba Ryan của tớ và bác Việt đi đâu? Joe hỏi cậu. Không biết, nhưng có vẻ họ định sẽ không bao giờ rời nhau. Hình như họ có gì bí mật á. Lần nào cũng vậy đúng không? Cả những lần trước đây cũng vậy. Ý tớ là cả khi bọn mình còn nhỏ. Lâm không trả lời vì chính cậu thật sự cũng không mấy hiểu về chuyện này. Bố cậu và Dượng Ryan đang có những kế hoạch gì đó, chứ không phải đơn thuần là chuyện họ cùng nhau đi gặp mặt bạn bè lâu năm. Khi trở về nhà sau chuyến đi có Susan đó, rõ ràng là cả hai người họ đều tỏ vẻ căng thẳng và luôn tìm cách tránh khỏi tai mắt của hai người vợ. Lâm cầm mắt gặp hai ông bố chau mày bóp trán suy nghĩ về việc gì ghê lắm. Dượng Ryan có nhắc đến một số cái tên, trong đó có tên của vài người nước ngoài. Việc đó khiến cho Joe tiếp tục hỏi cậu xem liệu có phải họ đã có chuyện gì bí mật không. Thắc mắc khôn nguôi, cuối cùng Joe và Lâm đành phải cầu cứu cô em gái. Sau bữa ăn, vừa vặn lúc Lâm cũng đang rảnh rang, hai ông anh vội vàng đưa con bé Susan lên phòng, cố gắng khai thác ngọn ngành. Tuy nhiên, những gì con bé thuật lại cũng chỉ là lời trần thuật ngô nghê từ tâm trí non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi. Duy chỉ có một chi tiết mà Susan liên tục lặp lại là đáng chú ý. Nơi đó thật kỳ lạ, ông già có cái kính kỳ lạ lắm. Nơi đó là nơi đâu? Ông già đó là ai? Joe quay sang hỏi Lâm rồi lại tự hỏi mình. Giờ tính sao đây? Liệu Lâm có nên dấn sâu hơn tìm hiểu câu chuyện này hay cậu cứ mặc kệ như từ trước đến nay vẫn thế? Lâm biết Joe đang rất quan tâm. Có điều, đứa con trai cùng phòng này sau một hồi hết nhíu mày lại nhăn trán, giờ nó đã tạm gác việc này sang một bên để tiếp tục với kế hoạch riêng. Dĩ nhiên rồi, đi đến một đất nước xa xôi, ắt người ta phải có những mục tiêu chứ. Lâm quan sát và nghĩ thầm. Rồi mạch suy nghĩ lại dẫn nó đến nỗi lo ngại mơ hồ. Nhưng Joe cần có người cùng hộ cùng thuyền. Nhỡ đâu với trí tuệ của mình, Lâm dư sức hiểu việc tham gia cùng Joe chẳng khác nào một sự đặt cược ngớ ngẩn. Chuyện xảy ra vẫn ám ảnh nó. Lâm này, tớ thành thật xin lỗi chuyện 4 năm về trước. Lúc đó cả hai đứa chẳng nghi thức được chuyện chúng mình là anh em. Joe lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy trăn trở của Lâm. Tôi thì tôi thấy đến giờ cậu vẫn chưa ý thức được ấy. Nói gì đến chuyện hồi đó. Cậu đừng hòng rủ rê tôi tham gia vào những trò ngớ ngẩn. Lâm đành giọng đáp. Xong, cậu rút từ trên kệ ra một cuốn sách toán. Nhưng Joe vẫn nói tiếp. Tớ đảm bảo với cậu, đi cùng tớ thì cậu sẽ càng hiểu biết thêm nhiều điều thôi. Tớ có 3.000 đô la tiết kiệm này. Tớ hứa sẽ trích ra 1/4 vào năm sau để cậu có thể mua vài bộ Lego trong mơ để mang về Việt Nam. Chỉ để đến con suối thôi phải không? Lâm nâng cặp kính để nhìn cho rõ khuôn mặt Joe hơn, chú ý xem cậu chàng đối diện đang thành thật đến cỡ nào. Còn hơn thế nữa, cậu phải kề vai sát cánh với tớ suốt mùa hè này. Joe nói với giọng hào hứng, kèm theo một cái nháy mắt đầy hóm hỉnh, vô tình lộ vẻ lanh lợi pha chút tinh quái. Thế đấy, Lâm bị khuất phục rồi. Xét cho cùng thì Joe đã nắm được thóp của Lâm mà, niềm đam mê với Lego. Thế là ngay trong tối hôm đó, Joe lôi cậu vào bàn thảo kế hoạch thực sự. Joe muốn ngay ngày mai hai đứa sẽ cùng nhau tham gia chuyến chèo xuồng thám hiểm con suối mà chính cậu ta đã đánh dấu trên tấm bản đồ từ khi còn ở Mỹ. Vậy xuồng đâu? Lâm nghi ngờ hỏi. Thì cái bể bơi mini của bọn mình hồi nhỏ đó, nó dùng làm xuồng được. Hả? Joe cười, bởi nhìn vẻ mặt của Lâm rất tếu. Tin ta đi, nó dùng được mà. Lâm không dám chắc, nhưng tạm thời cậu tin điều đó. Thế còn chuyến dã ngoại với cả nhà thì sao? Thì không đi chứ sao? Bố mẹ sẽ lo đấy. Tớ từng bỏ nhà đi bụi gần 1 tháng, cậu cũng phải học cách tự lập đi.
Lâm không nói gì. Về khoản này, có vẻ Ray Rocker đã đúng. Joe cũng đã chuẩn bị sẵn áo phao cho cả hai người. Lâm còn được tận mắt thấy cả bốn cái mái chèo mà Joe bí mật làm từ lúc nào không hay. Mỗi mái chèo là một khúc gỗ dài, hình que tròn có đường kính 5cm, được đóng nối vào hai cái mui gỗ loại to. Chúng trông xù xì, chẳng giống mái chèo là mấy, nhưng mà có vẻ rất chắc và sẽ hữu hiệu cho việc chèo con xuồng nhỏ. Joe muốn Lâm ghi nhớ rằng mọi việc phải hoàn toàn bí mật, tránh để người lớn phát hiện. Tuy nhiên, Lâm còn đang mãi suy nghĩ về 750 đô la mà cậu sẽ được sử dụng ở Legoland. Joe định bổ sung thêm vào điều lệ, nhưng Lâm bảo không cần và khẳng định rằng cậu không phải kẻ ưa lật lọng. Joe Drucker và Lê Lâm sẽ có một chuyến thám hiểm thú vị. Joe thích thú lặp đi lặp lại câu nói đó đến 19 lần, khi Lâm chẳng đặng đừng phải xông vào bịt mồm thằng em họ lại. Bên ngoài cửa phòng ngủ của hai anh chàng, Susan đang kín đáo cười, lòng hết sức phấn khích. Cầm bé thì thầm với con gấu bụng: chị em mình cũng phải lên kế hoạch, đúng không nào? Xin cảm ơn các bạn và các em đã chú ý lắng nghe. Để theo dõi phần tiếp theo, mời các bạn và các em đăng ký kênh Cùng Bạn Đọc Sách nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.